bù lại cho. Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ, tôi là Phạm Quốc Hưng, em của anh Tạm Anh Hùng. Hôm nay xin rất cảm ơn quý vị cư ngài đã có ít thời giờ quý báu đến dự tang lễ của anh em chúng tôi. Nếu có điều gì sơ xuất xin quý vị tha thứ cho. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Dạ, thưa quý vị, trong giây phút này, tí nữa đây chúng tôi sẽ để open microphone để cho quý vị có những người có những tình cảm riêng với anh Hùng, những sự quý mến đối với anh Hùng, quý vị đến đây chia sẻ cùng với gia đình và tăng quyến. Thưa quý vị, trước khi vào cái phần đó, tôi chỉ xin rất là ngắn gọn để cho quý vị hiểu rằng cuộc đời của anh Hùng, trong cái tiểu sử của anh ra làm sao. Anh sinh năm 1950 tại miền Bắc Việt Nam. Anh theo gia đình di cư từ miền Bắc Việt Nam vào sống ở thành phố Biên Hòa. Và thưa quý vị, anh là một cựu sĩ quan không quân Việt Nam. Rồi sau đó anh được biệt phái sang phái bộ của Macri để làm việc trong suốt thời cuộc chiến của Việt Nam cho đến ngày mất nước. Năm 1975, anh Hùng đã đến định cư tại tiểu bang Washington theo chương trình bảo trợ của tiểu bang Washington. Và anh là những người mà đã làm cái những chức vụ IA, tức là những phụ giáo đầu tiên cho sở Nga Học Tránh tiểu bang Washington của thành phố Seattle. Thưa quý vị, suốt 30 năm làm việc cho đến ngày mà anh ra đi, anh Hùng luôn luôn là một người giáo sư rất chăm chỉ, đạo đức, con người lấy trách nhiệm lên hàng đầu. Anh luôn luôn cộng tác, giúp đỡ cộng đồng trong tất cả những công tác gì mà anh có thể làm được. Và thưa quý vị có biết rằng anh Hùng ngoài cái khả năng là dạy học, anh có một cái sở trường của anh là anh võ rất là giỏi. Theo tôi biết là anh có taekwondo đến 3 đạn. Là thưa quý vị, bởi vậy đó là những cái lớp taekwondo vào buổi chiều tại các trường school, anh hoàn toàn volunteer dạy cho các em và giúp các em có những khỏe mạnh không những về trí lực mà thể lực nữa. Hùng was a man who was full of energy. He brought some wonderful math teachers into the school district who were raised and educated in Vietnam, and some of them turned out to be just really excellent math teachers. I was very proud to work with them to build up the ESL department at Franklin. Well, when I was at Garfield, I thought I was going to retire there, but I received an offer to change classes and move to Franklin. And I thought, oh no, I can't. I have too many teaching materials. I have about 25 years worth of books, 12 6-foot bookcases, and many other teaching materials. And Hung said, don't worry about it. I'll get some guys, we'll get a van, and we'll get you moved over to Franklin. They need you at Franklin. So I said, oh, okay. So we set a time and a date for the move. And when he came to Garfield, I opened the door and I looked. I said, where are the helpers? And he said, oh, it's just me in the van. And I said, but I have 30 boxes of books and these 12 bookcases. And he said, don't worry, Betty, we'll do it, we'll do it. And I could not believe it, but he and I moved all those materials into the van. Chúng ta có một cái những cái bàn thờ và có những bàn hộ niệm tương tất như thế này. Xin nhìn dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào quý vị. Xin kính chào quý vị trong tăng quyến. Tưởng là ai xa lạ khi anh Long nói rằng là anh Phạm Hùng đã qua đời rồi, cách ngạc nhiên, cái thái độ của anh Long ngạc nhiên, và tôi cũng không hiểu tại sao ngạc nhiên đến như thế. Thì bây giờ bởi vì anh Long trước đó anh đã gặp anh Hùng rất sớm mà ăn uống với nhau, mà rồi đùng một cái thì có mấy ngày sau thì anh Hùng qua đời. Thì chúng tôi, bản thân tôi với anh Long là bạn với nhau, cũng như bác sĩ mình thân ở đây trong nhóm chơi với nhau, nhưng mà tôi không ngờ rằng là khi đến đây để mà lo giúp cho tang lễ thì anh Hùng là cái người mà tôi gặp nhiều rồi, mà tính tôi gặp nhiều, nhưng mà thật ra nhiều quý vị tôi không biết tên quý vị đâu, tôi đã chào cười thân mật vậy chứ
nhiều khi tôi không biết tên thì xin lỗi anh ông, anh cũng bỏ qua cho tôi. Trước đây tôi đã nghĩ là tôi không quen anh, nhưng mà tới đây tôi nghĩ anh với tôi gặp nhau nhiều lần mà cũng hay đùa giỡn với nhau lắm. Thì xin mời anh đời là